Vâng, chào bác, đây là một chiếc GL450 của một anh trai ở bên kia. Nhìn anh trai có tướng rất thì hầm hố và đẹp trai. Thì anh ấy công việc cũng khá là bận, nhưng mà cái xe nguyên bản của anh ấy là cái màu ghi bạc các bác nhé. Nó đi phục vụ công việc hoặc là ngoại giao. Nó cũng hơn chục năm tuổi rồi, cho nên toàn bộ cái phần xước hay nó bị sứt mót rất thì nhiều. Và cái màu này nó bị yếu, nhìn hơi già, không còn được mới nữa. Cho nên bên mình có tư vấn cho anh lên cái màu sáng xi măng Nado Grey siêu bóng. Riêng phần nóc trên cùng phần gương bên mình sẽ phối với màu đen, hay kể cả la răng nguyên bản đây các bác này. Nguyên bản thì của nó là cái màu ghi, nó cũng đã bị xuống cấp, nhưng mà sau khi sơn này cái màu đen bóng này nhìn nó mới lạ. Hay toàn bộ cái phần viền inox bên mình cũng sẽ dán sang cái màu đen bóng để phối cùng cái màu Nado Grey, giúp chiếc xe nó hiện đại, nó thể thao, nó mạnh mẽ hơn. Vâng, chiếc GLK450 đã được hoàn thiện các bác nhé. Sau khi hoàn thiện xong, các bác có thể thấy nó được lột xác hoàn toàn, ngoạn mục tất cả từ cái màu xám xi măng. Nguyên bản của anh màu ghi bị già ố xước rất nhiều, nhưng mà chuyển sang màu xám xi măng siêu bóng, nhìn rất chi và trẻ và thể thao. Toàn bộ phần viền inox cũng đã được dán lại cái màu đen bóng, phối cùng với nóc gương, tay nắm. Và cả phần quay sần bị xuống cấp cũng đã được dán lại, nhìn nó như mới các bác nhé. Làm xong bên mình còn dọn nội thất chi tiết cho anh luôn, giúp tổng thể cả bên ngoài bên trong chiếc xe nó cực kỳ đẹp. Và kể cả phần la răng cũng đã được sơn lại thành màu đen bóng, giúp tổng thể chiếc xe nó cứng cáp, đẹp và thể thao hơn. Cảm ơn anh trai đã tin tưởng và ủng hộ Kinh Loát Hà Nội.